Em xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một phiên video với rất là nhiều những cái mặt hàng đẹp ở trên video nhé. Thì các bác vào đón xem video của em và ủng hộ cho em ạ. Đấy, thì cơ sở bán hàng bên em là ở tại Hà Nội. Đấy, chuyên bán tất cả các loại phong lan rồi là lan thuần, rất là nhiều loại nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì gọi điện giúp em qua số điện thoại 0394547221 nhé. Đấy, số đấy cũng là số Zalo của em. Thì các bác có thể nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em qua Zalo giúp em ạ. Thì những cái mặt hàng đầu tiên hôm nay em sẽ lên trước cho các bác là hôm nay em về được với nô hòa nhạn 4N, cây đã nuôi vườn nâu đẹp rồi các bác nhé. Hàng cây rất là khỏe đẹp rồi. Đấy, các bác về có thể lên chậu hoặc ghép bên nữa đều được, vì hàng này em nuôi nó lâu rồi nha các bác nhé. Đấy, vì là do nghĩa là vườn nhà em nó rất là chật nên là không thể nào ghép được hết và cũng không thể lên chậu lên lũa được hết được. Thì em những cái cây này cũng đã nuôi rồi. Đấy, nên là các bác mua về các bác lên chậu luôn cho em là được rồi các bác nhá. Lên chậu luôn hoặc là lên lũa luôn đều được. Đấy, hoặc là các bác cứ treo vậy cũng được. Đó, ok chưa ạ? Cây thì rất là khỏe, khỏe đét luôn các bác, nhìn chất lá với chất cây á. Nhìn nó khỏe lắm. Đấy. Thì em sẽ lên hôm nay cái lô này có khoảng mấy chục cây. Đây là hoàng nhạn 4N các bác nhá. Cái dòng 4N này thì thật sự với các bác là chơi hoa cũng đẹp và chơi lá thì cũng rất là ok. Chơi lá nó đẹp lắm. Đấy, chơi lá đã thấy thích rồi. Cái dòng này nó là hàng lá to, lá xếp đẹp. Đấy, lá xếp chân rết nha các bác nhé. Đấy, hoa của nó, bông của nó rất là to này các bác này. Đấy, hoa nở tại vườn này. Đấy, bông to, hoa đậm, hoa cực kỳ thơm ạ. Đó, cái dòng này hoa thơm lắm. Thì em sẽ lên là chia sẻ đến các bác là các cái chậu của hàng nhạn 4N, hàng lá xếp đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó. Đây, các bác ngắm cho em này. Đó, cây rất là to nha. Cây to đẹp ạ. Đó, em chia sẻ hôm nay với giá là 230.000 cho một chậu. Đấy, như cây này nhá, đôi 4, 6, 8, cả lá ngọn là 9 cặp lá luôn các bác này, cây to lắm. 230.000 cho một chậu các bác nhá, 230.000 cho một chậu. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái giá gọi như bao rẻ nhất thị trường này luôn các bác ạ. Vì cái giá 4N vẫn rất là cao luôn. Đấy, cái nô này em lấy được là cái lúc mà nó cũng khá nhỏ nhỏ thôi, em nuôi nó cũng được to. Đấy, lấy công làm lãi thôi các bác ạ. Chứ còn bây giờ đi nhập những cái cây 4N mà cái cây to như này thì giá nó không có như này đâu các bác ơi. Giá 4N bây giờ vẫn rất là cao luôn. Đấy, 230.000 cho một chậu nhé. Toàn bộ là hàng cây em đã tuyển chọn rồi, các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé các bác nhá. Đấy. Tất cả các mã hàng trên video của em là em chưa bao gồm cước phí ạ. Đó, nên là các bác nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán tiền và cước giúp em nha. Đấy, 230.000 cho một cây. Đấy, số lượng có khoảng mấy chục cây. Đấy, các bác sưu tầm ủng hộ cho em 5-7 cây về ghép trụ lên đũa đều được nha. Đó, đây là các cách mã của hoàng nhạn 4N, hàng lá xếp chân rết. Tiếp theo em sẽ lên cho cả nhà một cái mã. Đây, các cái mã của Lai Châu Cam Lửa. Cái dòng này của em thật sự là nó là cái hàng lỗi nhẹ nhưng cái giá gọi như là cái giá thanh lý cho cả nhà, giá lỗ nhá. Phải gọi là giá lỗ luôn. Vì em nhập vào là cũng cao hơn cái giá em bán ra này rồi. Nhưng mà nó lỗi nhẹ thì em sẽ bán thanh lý cho cả nhà nhá. Đấy, những cái chậu châu màu cam này rất là đẹp luôn. Nó là một chậu gồm 2 cây nhá, lỗi rất là nhẹ thôi. Đây ạ. Thì em sẽ chia sẻ với giá là 140.000 cho một cây. 140.000 cho một chậu này các bác này. Đấy, các bác tầm này mua Tết là được rồi đấy ạ. Vì là tầm này mua xong là về cho nó ổn định khí hậu là các bác chơi hoa Tết nó đạt hơn các bác nhé. Đấy, tầm này mua nó rất là đẹp rồi. Đấy, chẳng hạn như cái cây này thì nó chỉ gọi là bị cắt một tí lá thôi. Đấy, về đây nó có một tí sẹo khô này các bác này, tí sẹo khô thôi vì hàng em đã nuôi vườn rồi. Lỗi nhưng mà hàng em nuôi vườn tầm một năm thì một năm rưỡi rồi. Cây nó khỏe rồi các bác nhé. Đó, các cái lỗi nó cũng khô hết rồi. Đấy, 140.000 cho một chậu gồm 2 cây. Toàn bộ là một chậu là toàn bộ là 2 cây nhá. Đấy, các bác lấy thì em sẽ nhặt cho các bác những cái chậu đẹp luôn. Đây ạ, đây chẳng hạn như trên này này. Đó, những cái chậu cây đôi. Đó, em chia sẻ là 140.000 cho một chậu. Là gồm 2 cây các bác nhá. Giá lỗ các bác ơi. Là mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu cho hết nhá. Mỗi bác ủng hộ em một vài chậu cho nó hết hàng ạ. Đó, châu cam cái giá lỗ. Không bao giờ có cái giá như này nữa đâu cả nhà ơi. Nên là mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu nhá. Đây. Đấy, các cái mã của 4N này thì siêu đẹp rồi các bác ạ. Tiếp theo, đây em sẽ lên
Có mấy cái con à đây, có một cái dề vải hoàng đỏ đẹp quá này các bác này. Ôi cái dề này nó to mà nó nhiều cây lắm các bác ạ. Vải hoàng đỏ nhá, cái dề này rễ siêu dài này. Ôi dồi, cái bộ rễ của nó dài không? Dài cả đến gần 1 mét đấy các bác ạ. Đẹp lắm. Đó. Cái hoàng nhận cái hoàng đỏ này bác nào lấy em để cho các bác cái dề này với giá là 280.000 nhá. To vật vã luôn. Đấy, nguyên một dề của nó gồm to nhiều cây và đang rễ rất là dài đây. Đó, hoa hoàng đỏ nhá, 280.000 cho dề to ạ. 280.000 cho dề to này luôn. Đấy. Bác nào lấy thì ủng hộ giúp em. Tiếp theo, em có một cái mặt hàng nữa là các cái cây của cù lao minh lai với cả hoàng nhạn các bác nhá. Cái hàng này thì hoa của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác ngắm. Đây ạ, mặt hoa của nó đây. Cù lao minh lai với hoàng nhạn. Đó. Hoa của nó rất là đẹp luôn nhá. Lúc mới nở em còn nó còn biến thiên là màu xanh cốm cơ. Nhưng mà khi nở về cuối thì hoa nó sẽ màu vàng và lưỡi tím như này. Đấy, nhưng lúc mới nở này em thấy nó hoa màu kiểu màu xanh cốm ấy, nó giống như kiểu hoàng nhạn tháng 8 của mình ấy các bác ạ. Đó. Thế cái cù lao minh lai hoàng nhạn này, một năm nó nở khoảng 2 lần các bác nhá, một năm nở khoảng 2 lần. Em chia sẻ với giá là 150.000 cho một cây, hôm nay chia sẻ 150 cho một cây này. Đấy, lá xếp rất là đẹp luôn này. Đấy, củ ngắn nhá. 150.000 cho một cây. Đấy. Các bác lấy mấy cây thì ủng hộ giúp em nhá. Đấy, số lượng không còn nhiều nữa, 150.000 cho một cây ạ. Tiếp theo, em có các cái mã của Hải Yến các bác ơi. Hải Yến nhá, hoa đẹp lắm. Cái dòng Hải Yến này đây em lên cái mặt hoa cho các bác ngắm qua cái Hải Yến này, hoa của nó là sẽ là cái hoa màu tím trắng. Cho các bác có thể hình dung được cái hoa của nó nhé. Đây. Bông của Hải Yến đấy các bác này. Tuyệt đẹp luôn các bác ạ. Tuyệt vời luôn. Đó, bông của Hải Yến nhé. Thì cái Hải Yến này hôm nay em chia sẻ đồng giá với giá là 180.000 cho một chậu. Toàn bộ là hàng cây to lá xếp đẹp các bác ạ. Và những cái chậu này của em toàn bộ là hàng nguyên dề của nó các bác nhá. Nó đang rất nhiều mẹ con, đẻ tùm luôn các bác ạ. Đấy, 180.000 cho chậu mã 1 này. Chậu mã 2 này em cũng chia sẻ với giá là 180 nhiều mẹ con nha các bác nhá. Nguyên một dề nhiều mẹ con ạ, chứ không phải một cây đâu ạ. Nhiều mẹ con nha. Mã 2 180. Mã 3 em cũng chia sẻ với giá là 180.000 cái bú này to này, bú này siêu nhiều cây luôn, 180 cho mã 3 này. Mã 4 này. Mã 4 em cũng chia sẻ với giá là 180.000. Đấy. Và mã 5, mã 5 cũng một búi to nhiều cây mẹ con. 180.000 cho mã này là mã 5 nhá. Và em có một cái chậu to này. Chậu to này thì em chia sẻ với giá là 400. Siêu to nhiều cây. Đấy là bác nào lấy hàng to VIP thì lấy cho em cái chậu 400 đấy nhá. Và em có một cái chậu Corat Cookie. Cái chậu này cái năm ngoái của em nở tận 3 ngồng, 4 ngồng cơ. Cây này nhìn thế này thôi nhưng đẹp lắm các bác ạ. Hoa của nó đậm đậm kinh khủng luôn, nó gần giống, nó còn đẹp hơn cả hoa kiểu bảo tiên đấy các bác ạ. Nó đậm một cách kinh khủng luôn. Đấy. Thì cái cây này em sẽ bán với giá là 300.000 cho bác nào sưu tầm giống nhá. Giống này của em là giống hoa đậm 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 đậm, đậm thật sự về quá đậm luôn đấy ạ. Nó đậm hơn bình thường. Đấy, cái năm ngoái là nở 3-4 ngồng. Đấy, chậu này 300 nhá. Bác nào lấy cái chậu Coki này thì chốt cho em là 300. Đấy là Corat Coki. Đây em có mấy cái cây tam ở sắc hoa trắng này, hôm nay em thanh lý cho các bác nhá. Thanh lý luôn. Đấy. Cây tam ở sắc hoa trắng mã 1 này, em chia sẻ là 150. Chuẩn hoa trắng các bác nhá. Chuẩn hoa trắng tinh luôn, bảo hành hoa cho các bác ạ. Mã 2 một mẹ một con. Mã này có ngồng hoa cũ của nó rất là dài này, mã này 200. Hôm nay chia sẻ 220 đi. 220 cho nhanh hết nhá. Và mã 3, mã 3 cũng vậy, mã 3 này thì 250 này. Đấy, mã 3 là cây to là 250. Siêu đẹp, phải gọi là siêu đẹp luôn. Đó. Tiếp theo em có mấy cái mã của hoàng nhạn Amba. Đây hoàng nhạn Amba hoa vàng lưỡi trắng. Hoàng nhạn đột biến nhá các bác nhá. Hoàng nhạn đột biến. Em chia sẻ với giá là 500.000 cho một chậu cây đôi. 500.000 cho một chậu cây đôi các bác này. Hàng cây lá xếp đẹp nhá. 500.000 cho một chậu cây đôi ạ. Và có một cái chậu hoàng nhạn 4N VIP này. To chưa? Đấy. Cái chậu này em chia sẻ với giá là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu. Chậu 2 cây. To VIP. Lỗi nhẹ thôi. Đó, to VIP lỗi nhẹ, 1.3 triệu nhá.
Đấy, bác nào lấy cái chậu vít to này thì em để cho các bác với giá là 1,3 triệu này. Siêu đẹp luôn. Đó. Đó thì thời lượng video của đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và gặp lại các bác ở những phiên video tới ạ.